Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại với series video khóa học Bí kíp kinh doanh quán trà chanh, trà sữa, cà phê và đồ uống, một cái quán đồ uống nói chung. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, giảng viên đại học thương mại và chuyên gia về marketing online. Và hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với anh chị và các bạn một bài học trong series cái khóa học này. Đó chính là cái việc phương pháp lựa chọn thực đơn đồ uống, hay còn gọi là lên menu. Thế khi mà các anh chị kinh doanh trà chanh, hoặc kinh doanh trà sữa, hoặc kinh doanh các cái món đồ uống nói chung, tôi nghĩ là tại thời điểm này thì chủ yếu vẫn là cà phê và trà chanh, trà sữa và là đang đi xuống rồi. Tôi khuyên là các bạn không nên nhảy vào trà sữa nữa. Các bạn có thể bán trà sữa trong quán trà chanh, và các bạn có thể bán trà sữa trong quán cà phê cũng được. Chứ còn nếu mà mở một quán trà sữa tại thời điểm này cũng rất là rủi ro, được chưa ạ? Đầu tiên thì nếu như mà các bạn nhận những quyền thương hiệu thì các bạn không cần phải làm bước này, bởi vì là tất cả những cái danh sách đồ uống, món, đơn giá, rồi công thức pha, nguyên liệu pha, vân vân, thì cái đơn vị mà cung cấp cái nhượng quyền cho bạn là họ tự làm hết rồi, họ cung cấp hết cho bạn, giá bán cũng được niêm yết rồi, đúng không ạ? Thì phần này khá là dễ, bạn khá là nhàn. Thế nhưng mà nếu mà bạn tự làm, bạn tự mở quán trà chanh hay là quán trà sữa hay là quán đồ uống của riêng mình, ví dụ như là Phan Anh Tea House chẳng hạn, vân vân, đúng không? Thì bạn sẽ cần cái danh sách này, có các cái loại đồ uống cụ thể, món cụ thể, công thức cụ thể, cách thức pha chế cụ thể, đặt tên cho món đấy. Và bạn cần phải tham khảo thêm ở một số các cái quán cà phê hoặc các quán trà chanh. Cái này không mất nhiều thời gian đâu, bạn đánh võng lượn đường lượn phố một ngày là bạn vào một số quán, bạn xem menu cái là bạn chụp ảnh, xong đó bạn uống đồ uống của họ một hai ly, sau đó là bạn đi. Như vậy bạn có thể sưu tầm thực tế luôn 5-7 cái mẫu. Cái chuyện đó thì nó cũng không khó, không khó, đúng không ạ? Tất cả các phương pháp chúng ta đều có thể học được. Chúng ta nên tự đi học pha chế, hoặc là nếu mà chúng ta có những người kết hợp là bartender, là những người mà biết cách pha chế đồ uống tốt. Thế thì hoặc là các bạn có thể search Google hoặc là search YouTube, ra rất nhiều các công thức. Sau đó bạn tự pha chế, bạn tự kiểm nghiệm cũng được. Đấy, thế thì nó có mấy cái cách này. Một là bạn tự đi học, bạn học về bạn pha chế. Hai là bạn tự nghiên cứu qua Google, qua Facebook, qua YouTube hoặc là qua các cái hội nhóm hoặc là các cái tài liệu. Cái việc pha chế đồ uống nó cũng không quá khó đâu, đúng không ạ? Những cái món như là cocktail hay là mojito, hay là những cái món trà, hay là những cái món đồ uống ngọt, chúng ta hoàn toàn có thể tự học được. Thứ ba nữa là chúng ta mua công thức và chúng ta pha theo. Thì tôi nói thật là nó cũng không quá khó đâu. Bạn chỉ cần lưu tâm một chút chút thôi là bạn ok. Đấy. Nếu mà bạn đi học thì bạn tìm thầy mà học và chọn những cái trung tâm và những cái thầy uy tín để có thể làm được cho bạn một cách hiệu quả và tốt nhất có thể, được chưa ạ? Vâng. Tiếp theo đấy là bạn cần phải đặt tên cho các món. Bạn lên danh sách các món, cho vào những cái món phổ biến, món cơ bản. Thí dụ như là các cái danh mục các món cà phê, danh mục các món sinh tố, danh mục các món trà. Đúng không ạ? Trà cũng lại chia ra là nóng và lạnh. Rồi thì danh mục các cái loại mojito, các loại cocktail hay là các loại siro, vân vân, hoặc là các loại kem, mình có thể tạo thành các danh mục. Và mỗi một cái danh mục mình sẽ có đều có các biến thể. Nói chung một cái menu mà tôi nghĩ là cũng không cần dài quá, vì càng nhiều thì bạn càng chuẩn bị càng nhiều đồ thì càng vất vả. Thì các bạn cố gắng, tôi nghĩ là trong khoảng độ 50 món đổ lại thì cũng là được rồi. Đấy. Hoặc là nếu mà 100 món cũng được, thì cái thật ra cái này nó rất là dễ, thêm một tí cái này cái kia vào thì nó là thành một cái món. Nhưng mà khoảng 50 món thì mỗi một cái trang bạn in nó khoảng 20 đến 30 món, xong bạn lật hai trang lên là khoảng 50 món là đẹp. Đấy. Các cái món này bạn cần phải đặt tên nó hay, mỹ miều một chút. Được chưa ạ? Vâng. Thí dụ như là mình cũng phải tạo ra cái sự khác biệt về tên gọi, rồi thì công thức pha chế, rồi thì phương pháp, rồi thậm chí là nguyên liệu, đúng không ạ? Ví dụ như là món trà matcha Nhật Bản, nghe thì người ta cũng thấy cảm thấy rất là muốn thử. Hay là gì ạ?
Bạn có thể là gì ạ? Trà hoa cúc thảo nguyên, ví dụ như thế, tôi gọi là như vậy, nghe nó rất là hay đúng không ạ? Thế còn ví dụ bạn gọi là sinh tố bơ hay sinh tố bưởi thì thực ra nó cũng rất là đơn thuần. Ý tôi muốn nói là mình có thể đặt tên những cái tên nó hay, nó dài và nó đẳng cấp một chút, thì cái cảm giác và cái lúc đấy là bạn định giá nó cao lên, 25, 30, 40, 50, 60 ngàn một ly thì cũng rất là ok đúng không ạ? Rồi, các cái món đồ uống thì bạn cũng nên thiết kế theo một cái phương thức như tôi hướng dẫn, là mọi thứ phải dễ thấy, dễ lấy, có sẵn, pha sẵn được là tốt nhất đúng không ạ? Sau đó bạn chỉ việc mix, tức là bạn đổ hỗn hợp các cái loại đấy vào nhau theo tỷ lệ, theo những cái ly công thức pha, thì như vậy bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian pha chế và cũng như là giảm được cái chi phí về nguyên liệu và cũng tránh bị hao hụt. Đấy, trừ khi là người ta hỏi là cam tươi thì bạn phải vắt hoặc là bơ tươi thì bạn mới đánh, tôi ví dụ như vậy. Thế thì cái phương pháp như vậy thì bạn có thể tạo ra sẵn các cái lức cốt đúng không ạ? Ví dụ như cốt chanh mình cũng vắt sẵn, cốt cam mình cũng vắt sẵn, cốt dừa mình cũng vắt sẵn. Sau đó mình bỏ vào các cái ống thủy tinh. Bạn có thể tạo ra các cái bình nước cốt có sẵn, sau đó bạn cho vào các cái bình thủy tinh, bạn để bạn dán tên vào. Tại sao lại nên để trong bình thủy tinh? Bởi vì bình thủy tinh nó rất là an toàn và màu nó đẹp đúng không ạ? Các bạn có thể để ra cái đồ của nhựa cũng được, nhưng mà nó không tốt bằng thủy tinh hoặc inox là tốt nhất đó. Thế sau đó thì bạn có những cái công thức pha chế, và như vậy khi đó bạn không cần phải tuyển người pha chế vào, bạn có thể tuyển những cái người mà hoàn toàn không có kỹ năng, hoặc là những người học không hết cấp 2, cấp 3 ở đại học, mình có thể tuyển vào, mình trả lương rất là thấp. Như vậy mình sẽ tiết kiệm được chi phí, chỉ cần dạy cho người ta khoảng 3 đến 5 ngày, cứ đổ cái này đổ cái kia, lắc bao nhiêu kiểu kiểu như vậy, mình có công thức sẵn rồi nha. Vâng, nếu mà chúng ta có các cái món đồ uống đặc trưng nhất của quán, xịn nhất, ngon nhất của quán, thì nên cần có những cái món như vậy và có công thức khác biệt, cũng như là tên gọi khác biệt, cũng như là những cái nguyên liệu khác biệt, và mình nên đưa cái nhóm này lên trên đầu. Mình thiết kế cho một cái menu, mình đặt cho nó làm sao cho nó sang trọng, đặt cho nó khác biệt, mình tô hoặc mình khoanh hoặc là mình ghi là VIP hoặc là đặc biệt của quán, thì thường là sẽ thu hút được khách hàng hơn, và như vậy mình sẽ pha nhiều cái loại đồ uống đó và mình định được giá cao hơn một chút đúng không? Các bạn cứ tưởng tượng nó chỉ thêm 5 ngàn một, một, một ly thôi, nhưng mà một ngày thêm 100 ly thì mình cũng có 500 ngàn. Thế một tháng mà mình cứ như vậy mình cũng được thêm 15 triệu, cũng rất là tốt. Về menu của quán thì tôi khuyên là chúng ta nên bổ sung thường xuyên, thay đổi thường xuyên theo yếu tố mùa vụ. Thí dụ như ngoài Bắc thì nó có xuân hạ thu đông 4 mùa. Thế thì mùa đông thì mình nên có nhiều món nóng, mùa hè thì mình nên có nhiều món lạnh. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Mình nên thay đổi theo 4 mùa. Rồi thì menu mình cũng nên bổ sung, có thể là không cần hàng tuần, nhưng mà tôi nghĩ là hàng tháng mình nên thêm món vào hoặc là bớt món ra, để cho cái menu nó thay đổi một chút và trông nó chuyên nghiệp, và khách hàng người ta đến là người ta cũng thấy là đây có cái món mới, đây có cái món tủ của cái nhà hàng này. Đấy, trong menu thì chúng ta sẽ thấy là bao giờ các cái quán cà phê cũng như là quán trà chanh, trà sữa bây giờ này, người ta cũng có một cái nước mà để mời khách, thì thông thường họ thường hay rót những cái nước trắng hoặc là họ rót những cái nước trà nhạt. Thế thì tôi nghĩ là đây cũng là một cái phương pháp tốt để tiết kiệm chi phí. Thế nhưng nếu các bạn muốn thu hút khách hàng và cầu kỳ thì các bạn nên nấu một loại nước nào đó mà bạn có một công thức đặc biệt để bạn mời khách, và nhiều khi là khách người ta rất thích cái nước mời này. Tôi lấy thí dụ như thế này ạ. Khi tôi đến khách sạn JW Marriott ở Phú Quốc, như tôi đã nói với các bạn, đấy là một cái khách sạn mà resort 5 sao rất là đắt, mà hiện nay hầu hết các ngôi sao lớn đều tổ chức đám cưới ở đây đấy. Thì tôi cũng có một cái đợt đi nghỉ ở đấy được 3 ngày. Cũng nói thật là cũng chỉ được 3 ngày thôi vì nó cũng khá là đắt. Mười mấy 20 triệu một ngày đêm đấy. Thế thì tôi khi mà tôi đến đó thì khách sạn họ mời tôi một cái ly nước và tôi vẫn nhớ đến ngày hôm nay, đấy là cái ly nước chanh xả quế. Một cái ly nước có cái màu nâu nâu trong mát, cho một chút đá vào giữa mùa hè, và nó có cái mùi, có cái vị thơm của quế, có cái vị thơm của xả, một chút ngọt ngọt. Nói chung là
nó khá là ấn tượng đúng không ạ? Nó tạo cho người ta một cái cảm giác hoàn toàn mới. Ví dụ như họ đưa cho tôi một ly nước đặc thì có lẽ tôi không có câu chuyện để kể với các bạn, hay là họ đưa cho tôi một cái ly trà đá tôi cũng không có cái gì để kể với các bạn. Ý tôi là như vậy, ý tôi là bạn nên chọn cho mình một cái loại nước nào đó, có thể bạn nấu ra có công thức riêng, có thể là chanh xả, có thể là chanh quế, có thể là nước quế, nước hồi, một cái gì đó tôi không biết đúng không ạ, mà bạn cảm thấy ngon nhất. Nước cốt dừa nấu với cái này, rồi chè nọ chè kia tôi không biết, nhưng mà nên, tôi khuyên là nên có những cái nước mà nó rất đặc trưng cho quán, làm nước mời đấy, đúng không ạ? Trà hay là bất kể một cái loại lá gì, nước vối hay là, hoặc là hàng hàng ngày mình có thay đổi, hôm nay nước vối lá, ngày mai vối nụ, ngày kia thì có thể là một cái nước gì đó mà tốt cho sức khỏe, như là nước nấm linh chi hay là nước nấm chaga. Các bạn có thể mua cái nước nấm chaga đấy đun cho khách cũng được, tôi bán cái nấm chaga đấy, tôi biết nó rất là rẻ, nó chỉ có mấy trăm ngàn một cân, mà cái nấm chaga đấy đun được rất rất nhiều lần, đun đi đun lại nó vẫn màu, nó vẫn rất là đẹp. Và như vậy mình cho khách uống một cái nước mời mà người ta hỏi nước gì đây, bảo đây là nước nấm chaga của vùng Siberia, thì nó rất là tuyệt vời. Mình sẽ quảng cáo nấm này tốt cho sức khỏe, giảm mỡ máu, giảm tiểu đường vân vân, thì người ta thấy là ồ, uống một cái ly đồ uống ở đây có 20-30 ngàn mà người ta cho mình uống nước nấm chaga rất là xịn, nhưng thực ra mình nấu cũng không hề đắt. Một cân như vậy bạn mua nó rơi vào bây giờ khoảng 600-700 ngàn, và một cân đấy bạn nấu thì tôi nghĩ là được rất nhiều, bởi vì một cục nấm như này, nhỏ nhỏ như này, bạn có thể nấu cỡ khoảng 5-7 lần nó mới hết màu. Nó rất là đặc, pha được nhiều. Tất nhiên đấy là tôi gợi ý nha, tôi gợi ý đấy là một cái hướng mà các bạn nên làm đó. Mình cũng có thể thay đổi các nước mời thường xuyên như thế, được chưa ạ? Tiếp tục đấy là mình cần phải thiết kế menu sao cho đẹp và phù hợp với phong cách của quán, nhận diện thương hiệu, và cũng in ấn cho nó đẹp ra. Mình có thể dùng ép plastic hoặc là ép ảnh, rồi thì mình có thể thiết kế cho nó thú vị một chút đúng không? Quan trọng nhất là nó phải bắt mắt và dễ dễ kiếm, dễ thấy. Sau đó mình cũng phải đào tạo nhân viên để tư vấn cho khách làm sao mà tư vấn nhanh ra được cái món mà họ thích mà có cái đơn giá cao. Trong cái quá trình mình thiết lập cái menu, mình cũng nên đưa lên những cái món mình muốn bán, mình đưa lên trên, hoặc là gì ạ, kiểu như là những món mà khách hàng gọi nhiều nhất, hay là những món mà khách hàng của quán là tủ nhất, mình đưa lên trên và mình tư vấn luôn. Như vậy họ vào họ chọn phát rất là nhanh, thì mình vừa pha chế được nhanh, mà mình thứ hai là mình được lời đúng không? Ví dụ như thế, cái búng tay cái là đã có thể mang ra. Ví dụ như họ mà chọn một ly trà, có lẽ là các bạn sẽ chiến thắng. Bởi vì sao? Lấy cái gói trà thả vào cái cốc, bấm nước sôi mang ra cái xong ngay 30.000, trong khi đó giá cốt có 1.000. Như vậy lãi tận 29.000. Trong khi đó bạn làm sinh tố bơ đúng không? Ví dụ bạn bán 50.000, nhưng trong khi đó tiền bơ, tiền đường, tiền sữa, công cái này các kia làm, có khi bạn cũng chỉ lãi có 30.000. Đấy, mà trong khi đó bạn mất rất nhiều thời gian và công sức hơn. Và thực ra bán một ly trà thì bạn lãi hơn rất nhiều. Về mặt thiết kế menu thì bạn cũng có thể là thuê thiết kế, hoặc là bạn có thể thiết kế bằng những cái phần mềm như là PowerPoint nếu bạn không biết làm, hoặc là phần mềm Photoshop là đỉnh cao nhất. Hoặc nếu không thì bạn có thể học thiết kế với những cái công cụ online, ví dụ như là công cụ Canva.com. Các bạn có thể đăng ký miễn phí cái công cụ này, Canva Canva đấy, vâng, Canva. Vâng. Thứ hai nữa là, hoặc là công cụ Designbo, Design Bold, Designbo. Các bạn nhìn trên text trên màn hình này sẽ thấy, được chưa ạ? Các bạn truy cập vào cái trang canva.com, các bạn đăng ký tài khoản, các bạn đưa lên đấy, tự thiết kế được, không nhất thiết phải thuê. Còn nếu không thì thuê mấy trăm ngàn không vấn đề gì, được chưa ạ? Sau đó mình mang đi in khoảng độ chục cái, 20 cái, thế thôi, chục cái thôi. Mình chạy chạy chạy, sau đó thì một vài thời gian, một tuần, tháng, một tháng, 1 tháng, 2 tháng gì đó, mình có món mới, mình lại in, mình lại thay đổi cho nó mới mẻ. Nó không đáng mấy tiền đâu, mỗi một lần in mình chỉ mất mấy chục ngàn, 100 ngàn thôi, thì mình nên thay, bởi vì mình bổ sung thêm món, được chưa ạ? Vâng. Tôi thấy bây giờ các bạn ấy làm rất là đơn giản đúng không? Cầm cái điện thoại, cầm cái menu ra, đưa phát khách chọn, chọn tích tích cái đó xong. Sau đó là ở nhà bếp họ pha chế xong đó là bê ra giao, thế thôi. Thế còn mình mà xịn như bọn Highland thì mình có thể mua cái thiết bị mà gọi là thiết bị rung, đặt cái là rung, cái là khách tự đi lấy
cũng rất là hay, hoặc là mình biết là chỗ nào rung thì mình mang cho khách cũng rất là hay, để tạo ra cái ấy, tạo ra cái sự khác biệt và chuyên nghiệp một chút. Ok, tôi xin phép được kết luận lại cái nội dung bài học này. Nội dung bài học này thì tôi có nói với các anh chị về việc là chúng ta thứ nhất là phải lên danh sách đồ uống, danh sách này có thể đi học hỏi các cái đối thủ đối tác, và thứ ba nữa là mình phải đi học để mà tự pha chế là tốt nhất. Thứ tư là mình có thể thuê bartender pha chế. Thứ năm là mình có thể mua công thức để pha chế. Và thứ sáu mình có thể tự học ở trên mạng không cần đi đâu. Sau đó mình có thể pha chế, mình mời bạn bè. Nguyên liệu thì bây giờ rất sẵn có, mình mua về mình tự pha. Thậm chí mình có thể tự tạo ra được những công thức của riêng mình, chứ không phải là mình cứ đi mua của người ta. Bằng cái khẩu vị, bằng cái sự sáng tạo, hoặc là mình có thể mua hoặc là xem những cái trang ở trên mạng bằng tiếng Anh. Sau đó mình làm thêm nó phù hợp với khẩu vị của người Việt. Đấy, thường xuyên đổi menu, tạo công thức nước mời tốt. Nước mời là cái nước mà vào phát là rót ngay, vào phát là rót ngay, thì tôi gọi là nước mời tốt một chút, nó rất là ấn tượng, được chưa ạ? Sau đó thì cốc chén các thứ mình đã in ấn đẹp rồi, mình cũng nên dùng các cái phương pháp như là hấp lá thơm, hấp lá dứa để cho nó thơm lên, cho nó khác biệt lên một chút. Đấy, sau đó thì mình thiết kế menu và mình bắt đầu là mình chiến thôi, được chưa ạ? Rồi, tôi xin được phép được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.